Công đoàn phụ vụ và thiếu nhi thân mến, chúng ta đang sống trong thời gian chuẩn bị cho thường hội đồng giám mục của giáo hội, và chủ đề của thường hội đồng giám mục lần này là hiệp hành. Khi ta đi cùng nhau, ta gọi là đồng hành, là chuyện ai người cũng biết. Nhưng mà cái chủ đề hiệp hành có nghĩa là sao? Tức là đi cùng với nhau, nhưng mà hiệp với nhau nên một. Để rồi ta thấy cái vui của người kia cũng là cái vui của mình, và cái lo của người khác cũng là cái lo của mình, để mà chia sẻ. Và giáo xứ chúng ta trong năm nay nói nhấn mạnh về đời sống gia đình hạnh phúc. Mà một gia đình hạnh phúc thì khi người cha đau thì con cũng phải lo, khi người mẹ mệt thì con cũng phải giúp một tay. Có một câu chuyện thật hay về một cái bộ tộc, dân tộc thổ dân Cherokee ở châu Mỹ. Mà ở đó thì thiếu nhi là thiếu nhi, còn người lớn là người lớn. Vậy cái bước để mà chuyển từ thiếu nhi qua người lớn thì có một cái nghi thức. Và trong nghi thức đó thì một em thiếu nhi sẽ được người cha đưa vào trong rừng sâu. Rồi sau đó làm sao? Buổi chiều bịt mắt em đó lại, rồi để em đó ở trong rừng đó qua một đêm. Và em đó phải một thân một mình ở qua thâu đêm, không được lấy cái khăn bịt mắt ra. Nếu mà cởi khăn đó ra thì không bao giờ được làm người lớn cả. Vậy thì các em phải chịu làm sao? Khổ lắm, ban đêm ở trong rừng thì nó nhiều cái đáng sợ. Và một trong những cái quy định của bộ tộc đó là không ai kể được kể lại cái kinh nghiệm của mình cho người khác. Thì có một em kia khi mà bị được người cha đưa vào trong rừng để qua cái đêm gọi là cái đêm thử thách thì được trở thành người lớn. Thì lúc mà trời đêm xuống thì em thấy sợ lắm, nghe thấy tiếng chó sói nó hú, rồi nghe cái tiếng sột soạt. Cái gì vậy? Lỡ con béo đi qua thì sao? Rồi tiếng gió rít, rồi cành cây đưa qua đưa lại, và cứ phải ngồi im trên một cành cây mà không được tháo cái khăn bịt mắt ra. Và nếu muốn làm người lớn thì phải ở trên cành cây đó. Và sau cái đêm dài khủng khiếp sợ quá thì thấy mặt trời ló dạng ra, thì em mới cởi khăn bịt mắt của mình ra. Và chính lúc đó em mới khám phá ra là người cha ngồi ở ngay bên cạnh. Cha em không hề bỏ em để đi chỗ khác, mà đã tĩnh lặng ngồi bên cạnh em trong suốt cả đêm. Và ở trên cái thân, trên một cái cành cây ở bên cạnh đó, để làm như vậy, để khi có chuyện gì nguy hiểm thì người cha sẽ bảo vệ cho khỏi nguy hiểm. Và tất nhiên là người cha không hề cho con của mình biết là mình ngồi bên cạnh. Cái nghi thức đó nói lên một cái trong niềm tin của chúng ta. Đó là một người để được gọi là trưởng thành trong đức tin thì phải trải qua thử thách. Và tất cả mọi chuyện xảy đến trong cuộc sống đều giúp cho ta lớn lên, đặc biệt là những lúc ta gọi là nghịch cảnh, những lúc gặp sự khổ. Các con đi học mà gặp những bài toán toàn dễ cả thôi đó thì có giỏi được không? Chẳng giỏi được đâu. Một cộng một bằng mấy ai cũng biết rồi. Mà nếu như bây giờ thầy giáo ra cái đề toán toàn một cộng một bằng mấy, hai cộng hai bằng mấy thì là tất cả đều được 10. Nhưng mà như vậy có phải là xuất sắc không? Thưa rằng không, 10 điểm nhưng mà đâu có xuất sắc. Còn ngược lại, ra một bài khó mà mình làm được thì mình mới là học sinh giỏi. Cũng như thế trong cuộc sống, gặp những cái chuyện khó trong cuộc sống mà mình
vẫn vững một lòng một dạ và vẫn kiên trì mà làm cho được thì mới là cái người giỏi. Trong đời sống đức tin cũng thế. Quả thực mà nói, lúc trước đây thì đông người theo Chúa Giêsu lắm, thế nhưng khi Chúa bị bắt thì bỏ đi hết, ngay cả thánh Phêrô mà cũng chối Chúa mấy lần các con? 3 lần đúng rồi. Mà Phêrô là tin lắm là mình không chối Chúa, thế mà cũng chối Chúa 3 lần. Và rồi có những người khác là kiên trì mà theo Chúa cho đến cùng. Đức mẹ Maria, rồi bà Maria Magdalena là người trước đây bị quỷ ám, rồi thánh thánh Gioan, bà đã theo Chúa cho đến cùng. Và ngày hôm nay với cộng đoàn và với thiếu nhi các con thì chúng ta học ở nơi ông Simon, học ở nơi anh trộm lành. Ông Simon là người làm sao? Là cái người mà Chúa vác nặng và đã vác thánh giá đỡ cho Chúa. Trong việc này đó thì các con có thể mình bắt chước ông Simon ở cái điểm là thấy người cha đi làm việc về nhà mệt nhọc thì mình rót cho cha một ly nước. Tự nhiên mà đang không mà bạn rót ly nước thì thấy nó ngại lắm. Nhưng mà rồi khi mình rót nước cho cha của mình thì mình nghĩ đây mình đang làm Simon các thánh giá hồ Chúa Giêsu. Rồi thấy người mẹ vất vả việc này việc kia nhiều quá sức thì mình bắt chước ông Simon là quét cái nhà, là rửa cái ly, rửa cái chén dùng cho mẹ cũng. Và khi làm như vậy các con hãy nghĩ trong lòng mình là mình đang làm ông Simon vác thánh giá đỡ cho Chúa Giêsu đây. Và như vậy thì ai cũng có thể làm Simon được và vác thánh giá cho Chúa được, và mọi người thì chạy trốn hết, còn ông Simon thì vác thánh giá đỡ cho Chúa. Còn nếu chẳng hạn như thấy mẹ nhiều việc quá mà các con lại bảo thôi để mẹ, việc đó là việc của mẹ, là rồi mình lên giường mình nằm cho nó khỏe, rồi mở cái iPhone ra để chơi game cho nó thích, thì lúc đó mình đang là ai? Đang là Phêrô. Phêrô trước đây thì nói là con theo Chúa chết bỏ, nhưng mà đến lúc mà Chúa bị bắt một cái thì là tôi không biết ông ấy là ai. Thì khi mà các con mặc kệ cha mặc kệ mẹ mình đó, thì các con cũng đang giống như đang nói với Chúa vậy, tôi không biết ông này là ai. Rồi cái học thứ hai là chúng ta học ở anh trộm lành. Anh ta là một người có tội và đã chịu đóng đinh thì hiểu rằng cái tội nặng lắm. Thế nhưng mà hay một điểm đó là mặc dù tội rất là nặng nhưng mà mình nói được là không có ai mà được hạnh phúc hơn cái anh trộm lành này. Bởi vì Chúa đã hứa ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Bình thường ra mình sống tốt lành đạo đức đến đâu đi chăng nữa thì rồi chết mình cũng phải ở trong địa ngục để đền tội của mình. Nhưng mà anh trộm lành này thì anh ta nhận tội mình. Cái câu nhận tội rất là hay. Người trộm nhớ thì lên án Chúa Giêsu, còn người trộm lành thì nói mình như thế này là mình đáng, bởi vì tội của mình đã phạm, còn ông này không có tội chi đâu. Tức là bênh cho Chúa Giêsu và quay sang, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi. Và học nơi anh trộm lành, ta nhớ cái tội của mình, ta xin Chúa thương xót, là Chúa thương ngay, Chúa tha ngay. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa và xin cho chúng ta, đặc biệt trong năm nay, mỗi người sẽ thấy được cái việc mình đang giúp cho Chúa vác thánh giá trong đời sống gia đình, thiếu nhi các con, giúp cha, giúp mẹ, rồi ngoài lớp các con giúp cho bạn bè. Và khi mình có gì sai lỗi thì mình nhận biết rồi xin Chúa tha thứ và sống cái lòng sám hối và được Chúa thương. Amen.